Rồi hôm nay chúng ta học một cái giò mực sau mổ cắt túi mực. Đây là một cái biến chứng cũng hiếm gặp nha, và có nhiều vấn đề để chúng ta chẩn đoán ở quanh cái giò mực này. Bệnh nhân này là 85 tuổi, tiền căn thì có bệnh tim mạch, cao huyết áp, có mổ sỏi bàng quang, có mổ thóc dù bẹn nha. Nãy người nhà nó đau bụng mấy ngày rồi, từ lúc đau đến lúc mổ là bao lâu? Mổ cái mực này đau mấy ngày rồi mới mổ bác? Nói chung là bệnh nhân này khác cũng khó nha, vì từ chẩn đoán trước mổ là viêm túi mật cấp, mổ ra túi mật nó hoại tử, rồi mổ mở các túi mật theo tường trình của phẫu thuật viên, cuộc mổ em xuống có vấn đề trục trặc hết, để tìm được thấy rõ cái ống túi mật và khô buộc ống túi mật luôn. Nói chung là phẫu thuật viên ta dự hậu về mặt cái hậu phẫu các túi mật là tốt, tại vì cuộc mổ không có sự cố nào. Tuy nhiên 2 ngày sau mổ, sau khi đã rút cái ống dẫn lưu ở dưới gan thì cái lỗ dẫn lưu nó ra cái dịch hơi vàng và đục đục nha. Rồi cái dịch đó thử thì ra cái nồng độ bilirubin là tới 45 mg/100, nghĩa là nó gấp 40 lần, khoảng 40 lần cái giá trị bình thường trong máu tươi nha. Thì lúc đó là đã chẩn đoán giò mật rồi nha. Quyết định là đặt cái chụp hình đường mật qua RCB, qua đó không cái đường mật, đặt cái nồng đường mật luôn. Nhưng mà bệnh nhân có rối loạn đông máu thì quản lại nha. Thì hiện tại thì cái lỗ dẫn lưu nó vẫn còn ra, tiếp tục ra cái dịch, mà dịch này nó đã định hình rõ là dịch mật nè, đúng chưa, bạn thấy không, đây rõ ràng dịch mật ha. Thấy rồi, dịch mật là nguyên ngày hôm qua được ra được bao nhiêu đây, khoảng 20cc không ta nha. Rồi bệnh nhân thì tình trạng thì gầy ốm nha, bệnh nhân thở hơi nhanh chút xíu, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Xem bao nhiệt độ là bao nhiêu, không có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân nha. Bụng bệnh nhân thì xẹp, bệnh nhân ăn uống được, đi tiêu được. Nói chung thì chẩn đoán là xì hơi được không bác? Nói chung thì chẩn đoán là cái tổn thương nó chỉ nằm phu trú ở cái bụng này thôi, trong bụng hoàn toàn bình thường nha. Sáng nay ta thấy dịch đây ngoài cái dịch mật ra đây ha, bụng bị xẹp. Tuy nhiên ta thấy là cái vùng hào bị bệnh nhân có một khối nó gồ lên nè, hình quả lê. Nếu bệnh nhân khai từ đêm qua đến giờ là không có đi tiểu, chẩn đoán là cái cầu bằng quang, thì bệnh nhân có hậu phẫu cái các túi mật. Thì thôi cái này thì bỏ qua đi, chút nữa ta không tiểu thông qua cái chuyện này nha. Bây giờ cái giò mật này nha, tại sao? Thứ nhất là ta sẽ chẩn đoán là có giò mật hay không nha. Thì kinh nghiệm ở đây là gì, là khi mà thấy cái vùng mổ các túi mật đấy nó ra cái dịch đục thì phải nghĩ đến là có cái mũ gì đấy của đường mật hay của ống tiêu hóa nha. Kinh nghiệm ở đây là như thế. Còn nếu chắc ăn hơn nữa thì cái dịch đó thử bilirubin nha. Nếu nồng độ bilirubin nó cao hơn huyết tương thì chẩn đoán là giò mật. Trường hợp này chẩn đoán giò mật thì rõ rồi. Thứ hai nữa là giò ở đâu, dò từ cái chỗ nào của cái vị trí của đường mật. Chúng ta biết là gì, chúng ta biết là mổ một cắt túi mật đấy thì có nguy cơ là gì, nguy cơ phạm tới đường mật nha. Phạm đường mật đây có hai cái thể, một cái thể là gì, là làm cho đường mật tổn thương nhưng mà không làm tắc mật, thì lúc đó bệnh nhân sẽ có biểu hiện là gì, dò mật hoặc là viêm phúc mạc mật. Còn nếu như là tổn thương, cái tổn thương thuộc cái dạng là gì, là vừa mật nó bị dò nha, nghĩa là có lỗ thủng ở đường mật và đồng thời phẫu thuật viên đã vô tình đã thắt luôn cái ống mật, thì bệnh nhân vừa có cái biểu hiện dò mật, viêm phúc mạc mật, vừa có biểu hiện của vàng da, hiểu không? Trường hợp này là không có vàng da nha. Thứ hai nữa là có dò mật nhưng mà dò trường hợp này dung lượng nó thấp nha, và không có biểu hiện là viêm phúc mạc, nghĩa là tổn thương nó thầy nhận định là gì, cái tổn thương cái dò mật nó nha chỉ là một tổn thương nhỏ và không có tắc mật nha. Thì thầy chẩn đoán là gì, là cái giò mật này không phải là do tổn thương đường mật nha. Tại vì sao? Tại vì bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân rất là ổn định, bệnh nhân không có vàng da, không có nhiễm trùng đường mật
không được chưa, cho nên là thầy nghĩ là có tổn thương này là không phải là tổn thương đường mật chính nha, mà là có thể là tổn thương cái ống mật phụ. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu rồi ha. Thì ống mật phụ đó là gì? Các bạn nhớ trong bề mặt giải phẫu đấy, có một số trường hợp có một cái ống mật phụ, ta gọi là cái ống Luska. Cái ống Luska nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ trong gan nha, và nó đổ vào trong ống gan phải hoặc là ống gan chung nha. Tại sao nó gọi là ống mật phụ? Tại vì nếu như chúng ta không có nó thì cũng chả sao hết. Hiểu vấn đề chưa? Tại sao lại làm tổn thương nó? Tại sao tổn thương nó trong quá trình cắt túi mật đấy? Thì đôi khi cái ống đó nó đi cũng gần với cái túi mật, nên khi ta mổ nó có thể phạm cái ống đấy. Nếu như phạm cái ống đấy nha, thì cái tình trạng dò mật đó là có dự hậu tốt. Trong phần lớn các trường hợp cái tình trạng dò mật nó sẽ có lui. Nắm được vấn đề chưa? Còn nếu là dò mật do tổn thương đường mật chính, không gan phải, không gan trái, không gan chung, không mật chủ nha, thì cái khả năng lành, tự lành nó sẽ thấp hơn nha. Nó tóm lại trường hợp này chúng ta chẩn đoán thứ nhất có hai bước. Thứ nhất là gì? Có dò mật hay không, đồng ý không? Thứ hai nữa là gì? Dò từ đâu nha. Thứ ba nữa là có tổn thương đường mật chính hay không. Nhớ ba điều đấy. Cái lời có thứ nhất là có tổn thương, có dò mật hay không thì đơn giản thôi nha. Dấu hiệu đầu tiên là gì? Dấu hiệu đầu tiên là cái lỗ chống lưu ở cái vùng mổ nó ra cái dịch đục hơi vàng nha. Và nếu đem thử cái dịch tế thì có bilirubin huyết tương, bilirubin cái dịch tế nó sẽ tăng cao hơn huyết tương ha. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là dò, thầy nói đây tổn thương đường mật chính, dò từ đâu, dò từ đâu ra, thì dựa vào cung lượng dù vào nó tồn tại bên nhân. Nghe câu thứ ba là gì? Câu thứ ba cần phải trả lời là gì? Tổn thương đường mật chính hay không? Tổn thương đường mật chính hay là phụ nha. Thì để trả lời câu thứ hai và thứ ba đó thì chúng ta phải làm cái thủ thuật vừa chẩn đoán vừa điều trị là ERCP. ERCP sẽ chẩn đoán bơm chụp hình đường mật để xem có nó dò từ đâu ra. Thứ hai nữa có tổn thương đường mật chính hay không. Thứ ba nữa qua đó ta sẽ đặt nòng đường mật luôn. Nắm được vấn đề chưa? Nói tóm lại, sau mổ có túi mật mà bệnh nhân có tình trạng dò mật, bệnh nhân có cái vàng da, thì cái chỉ định ERCP là một cái chỉ định thường quy. ERCP giúp chúng ta khẳng định có dò mật hay không, dò ở ống chính hay là dò từ ống phụ, bệnh nhân có tổn thương, có tắc mật hay không. Và ERCP cũng có tác dụng là điều trị luôn, đặt cái nòng vô giải áp đường mật. Nếu như là dò từ ống phụ, cũng có lỗ dò nó nhỏ, thì với đặt nòng đường mật đấy thì hầu hết là sẽ lành. Nói tóm lại trường hợp này sẽ đặt ERCP, sẽ đặt nòng đường mật qua ERCP. Hiểu không? Chúng tôi hiểu không? Hiểu ha. Thì sau này đó, đây là một cái tai biến, một cái biến chứng sau mổ mà lành nhất, nhẹ nhất. Còn nếu nặng hơn nữa thì sau đại học ta sẽ học nha. Nặng hơn nữa là gì? Là tổn thương đường mật chính. Thứ hai nữa là tắc đường mật chính do phẫu thuật viên ta kẹp, ta khâu vào trong đường mật chính, thì cái đó nó nặng hơn nhiều. Lúc đó thì bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện là sẽ có vàng da ha, hoặc là viêm phúc mạc mật. Còn trường hợp này là biểu hiện nó nhẹ ha, ổn định hơn ha. Và hãy nhắc lại là gì? Là để khẳng định có dò hay không, dò từ đâu nha, có tổn thương khác do thắt buộc hay không, bắt buộc phải có chụp hình đường mật qua ERCP, qua đó ta sẽ đặt cái nòng luôn nha. Họ có gì thắc mắc không? Anh hiểu là có chẩn đoán được cái dò đường mật sau mổ không, dò mật sau mổ không? Hiểu. Giờ một bệnh nhân sau mổ đường mật, một túi mật, những dấu hiệu nào để ta nghĩ là có dò mật? Ví dụ mà nghĩ là có dò mật, thứ nhất là cái dịch mật nó có dò qua cái lỗ dò. Rồi, dịch mật nó chảy qua lỗ dò. Thứ hai là gì? Cái lỗ nào đấy, lỗ chân lưu hay vết mổ. Thứ hai là gì? Thứ hai là bệnh nhân có cái đau bụng. Đau, rồi. Hai, thứ ba. Thứ ba là cái có cái vàng da. Rồi, gì nữa? Rồi, cái thứ tư, nếu mà dò nhiều thì
viêm phúc mạc thì nằm trong cái đau bụng đấy. Là gì nữa, giả sử nó sử nó ra dịch mà nó không thấy rõ là dịch mật thì sao? Ta lấy dịch đó cũng là thử. Cái dịch nó ra phải có tính chất gì chúng ta mới nghĩ là có giò mật? Màu vàng đục. Đúng rồi, đục nha, có đục thì ta nghĩ là có tổn thương của đường mật hoặc đường tiêu hóa. Còn nếu ra cái màu vàng nhạt mà trong thôi chưa chắc, những khi là bệnh nhân sơ gan hay dịch quán thôi. Nha, cho nên nó tóm lại là gì? Cái lỗ chân lưu vết mổ ra dịch mật nha, hoặc là ra dịch đục sau mổ cắt túi mật hay can thiệp đến đường mật, thì một trong những khả năng đấy là có giò mật ha. Rồi tắt đi, rồi thôi được rồi, giải tán học đủ rồi. Các hồ sơ ca này có chưa? Bốn lon phần trăm yêu cầu 327 không phải sốt xuất huyết. Chưa tắt hả? Nãy giờ chưa tắt hả? Dạ. Ấn không được nữa. Cảm ứng mới thật. Kì ạ. Biểu tình